Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay lên làm cái clip nhỏ thôi, tóm tắt về tất cả các dòng rượu mạnh. Và sơ qua đây là cái clip tổng quát thôi chứ không phải là clip chi tiết, để cho bạn nào xác định học về rượu thì các bạn nắm được những cái kiến thức cơ bản ngắn gọn thôi về tất cả các dòng rượu mạnh trong pha chế cocktail. Thì như các bạn biết là trong pha chế cocktail thì chắc chắn phải có rượu mạnh đúng không ạ? Và trên thế giới họ chia thành 6 dòng nhóm nhóm rượu mạnh chính và một nhóm dòng rượu mạnh phụ. 6 dòng rượu mạnh chính gồm có vodka, gin, rum, tequila, whisky và brandy. 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 Và một dòng rượu phụ đó là tất cả các dòng rượu liquor, rượu mùi á có trên thị trường chúng ta. Thì đầu tiên Helen nói sơ qua dòng rượu đầu tiên đó chính là dòng rượu vodka, dòng rượu đầu tiên ạ. Thì vodka là một loại rượu trung tính, thế nào là trung tính? Trung tính là không màu, không mùi và có vị cồn. Vodka được sản xuất được có nguồn gốc từ các nước Đông Âu hay các vùng Bắc Âu, và cái nơi cái đất nước mà sản xuất và tiêu thụ vodka lớn nhất thế giới đó là nước Nga. Thì như các bạn biết, vodka là một cái dòng rượu vì nó trung tính cho nên là nó là một cái sự lựa chọn đầu tiên rất là dễ pha cocktail dành cho tất cả các bartender. Thì vodka họ phân thành có hai loại vodka chính, một là clear vodka, đây là clear vodka tức là dòng rượu vodka có màu trắng trong suốt. Hai là flavor vodka là vodka mùi. Sau khi họ làm cái clear vodka xong thì trước khi đóng chai họ ẹt thêm những cái hương vị, mùi hương hoa quả khác nhau để thành một cái loại vodka mùi có mùi vị đặc trưng hơn, dễ uống hơn. Đó là với dòng rượu vodka. Và dòng rượu tiếp theo nữa đó là dòng rượu gin. Và gin là dòng rượu được làm từ quả bách sủ hay còn gọi là juniper berry, và nguồn gốc của gin xuất phát từ nước Hà Lan ạ. Và cho đến thời điểm hiện tại thì gin được phổ biến trên toàn thế giới. Trên thế giới thì họ phân ra thành 3 loại gin chính cũng như vodka. Đầu tiên đó là clear gin hay là một loại gin có màu trắng trong suốt. Hai là golden gin là loại gin có màu vàng nhạt, và loại này thì ít được sản xuất trên thế giới. Loại thứ ba là flavor gin là loại gin được ẹt thêm các hương vị thảo mộc, mùi hoa quả vân vân khác nhau để tạo nên cái chai gin có hương vị phong phú hơn. Và loại rượu tiếp theo, dòng rượu tiếp theo đó là rum ạ. Và rum là một loại rượu nổi tiếng được chưng cất từ mật mía, từ cây mía của chúng ta ấy. Và nguồn gốc của rum đó là xuất phát từ Cuba. Như các bạn biết thì trên chai rượu rum, một số chai rượu rum thì có in hình hình cướp biển. Và rất là nhiều người nhầm tưởng rằng rum xuất phát từ từ những tên cướp biển, cũng cũng là đúng chứ không phải là sai. Nhưng cướp biển như các bạn biết là vùng biển Caribe đúng không ạ? Caribe thì làm sao trồng được mía, mà rum thì lại làm từ mía, cho nên là cái nguồn gốc xuất phát từ vùng biển Caribe là không 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 có hợp lý. Và rất là nhiều nguồn gốc và câu chuyện liên quan đến rượu rum thì các bạn có thể tìm hiểu trên mạng. Và ngày hôm nay thì mình chỉ nói ngắn gọn, giới thiệu sơ qua về từng loại rượu thôi. Dòng rượu rum thì có tận 6 dòng rượu, họ phân thành 6 dòng rượu rum trên thế giới cơ. Đầu tiên là white rum, hay còn gọi là rum trắng, là có màu trắng trong suốt đây như các bạn để trên tay Helen này. Dòng rượu thứ hai là golden rum, tức là có màu vàng nhạt. Loại thứ ba là spiced rum, tức là được ép thêm các hương vị và thảo mộc. Dòng thứ tư là premium rum, là dòng rượu rum cao cấp hơn kết hợp cùng với rum thời xưa và rum thời hiện đại. Dòng thứ năm đó là dark rum, tức là rum có màu cánh gián, màu nâu rất là đậm, được ủ lâu năm trong thùng gỗ. Và dòng cuối cùng đó là dead rum. Dead rum là loại rum mà nó như là cái chết ấy, mà nó rất là nặng, nó lên đến 90 đến 80 đến 90 độ cơ. Và dòng rượu rum đó thì hầu như họ đang cấm lưu hành trên thế giới. Dòng rượu tiếp theo đó là dòng rượu tequila. Và tequila là một dòng rượu nổi tiếng, nó coi như quốc tửu của Mexico. Tequila được làm từ cây blue agave hay còn gọi là cây thùa xanh.
Và như các bạn nếu như tìm hiểu về dòng rượu tequila thì các bạn biết rằng là chỉ có những cái cây thùa xanh, những cái chai tequila được làm từ những cây thùa xanh được trồng tại vùng tequila của Mexico mới được gọi là tequila thôi ạ. Còn ngoài vẫn là cái cây thùa xanh đấy nhưng trồng và làm ra cái chai rượu ấy, ngoài vùng tequila thì chỉ được gọi là mezcal mà thôi. Thì với tequila, với đất nước Mexico thì họ đăng ký bản quyền với dòng rượu tequila và họ có quyền kiện tất cả các nước nào có ý định sản xuất dòng rượu mang tên tequila. Và tequila là dòng rượu độc quyền của Mexico. Cũng như vậy thì tequila mà được chia ra dành thành rất là nhiều loại. Một Và dòng rượu tequila thì được phân thành 5 dòng tequila chính. Một là Silver, Silver là dòng trắng, cũng có màu trắng. Hai là Golden, Golden Tequila. Ba là Reposado. Bốn là Añejo và năm là Extra Añejo, là cái dòng mà cũng được ủ rất là lâu năm. Đó, và tequila là một cái dòng rượu mà rất là nhiều bartender mà thích sự mạnh mẽ thì họ dùng tequila để pha đổ. Và ai mà thích sự mạo hiểm thì cũng uống tequila. Mạo hiểm thì cũng đúng mà phải là sự mạnh mẽ, hưng phấn á, thì uống tequila rất là hợp. Dòng rượu tiếp theo là whisky. Whisky thì khá là quen thuộc với rất là nhiều người rồi. Nhưng mà như các bạn, nếu như các bạn không học rượu thì các bạn không biết rằng là whisky trên thế giới có rất rất nhiều loại whisky. Và thường thì whisky họ phân theo ra thành các nước ạ, và các nguyên liệu sản xuất rượu whisky. Và có một cái đặc điểm lưu ý của dòng rượu whisky đó là có hai cái tên gọi đặc trưng của whisky. Một là whisky là có chữ y dài không thôi, và hai là whisky thêm chữ e, chữ y dài. Thì hai cái whisky đấy nó khác nhau ở cái điểm gì? Đó là thực chất nó không khác nhau ở điểm gì ạ. Nó chỉ khác nhau đó là do tên gọi của các nước họ gọi thôi. Whisky mà có chữ thêm chữ e đó là whisky Mỹ, whisky Canada và Irish whisky thì họ thêm chữ e. Còn lại là Scotland hay Japan vân vân thì họ chỉ gọi là whisky có một chữ y dài mà thôi. Thì có rất là nhiều nước sản xuất rượu whisky, cho đến bây giờ thì cả Việt Nam chúng ta cũng có thể sản xuất rượu whisky Việt Nam nữa. Nhưng mà một cái đất nước mà được coi là sản xuất nổi tiếng whisky trên cả thế giới và tiêu thụ whisky lớn nhất thế giới đó là Scotland. Và dòng whisky Scotland là dòng whisky mà gọi là coi ngon nhất, cao cấp và đẳng cấp nhất trong tất cả các dòng whisky. Sau đó thì đến dòng whisky Nhật ạ. Nhật thì có những chai rất là đắt tiền, rất là ngon, thì các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn sau khi mà các bạn đã học rượu. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu qua thôi, vì nó rất là nhiều loại, giới thiệu một trong một clip này thì không hết được đâu. Và dòng rượu cuối cùng, dòng rượu chính cuối cùng đó là Brandy. Brandy thì họ phân là Brandy là một dòng rượu được trưng cất từ rượu vang chát, được trưng cất từ rượu vang chát. Và như các bạn biết là vang chát là trưng cất được lên men từ nho đúng không? Thì Brandy được trưng cất từ rượu vang chát, vì vậy nguyên liệu để sản xuất nó chính là nho, cây nho của chúng ta ấy. Vang chát là cái vang mà chúng ta hay uống ấy, vang đỏ, vang trắng, champagne vân 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 vân. Thì Brandy chính là được trưng cất từ cái rượu vang chát đó, và nguyên liệu để sản xuất Brandy thì không gì khác đó chính là nho. Và Brandy, hai cái dòng rượu Brandy mà đẳng cấp nhất, nổi tiếng nhất trên toàn thế giới đó là Cognac, phải kể đến đó là Cognac và Armagnac. Cognac và Armagnac, Cognac là tên một cái vùng thuộc nước Pháp, Armagnac cũng vậy ạ. Và để được coi là được gọi là rượu Cognac thì cái nho mà được làm rượu Brandy đó phải trồng và sản xuất đóng chai tại vùng Cognac tại Pháp thì mới được gọi là rượu Cognac ạ. Và rượu Cognac được tuân thủ theo tất cả các quy trình khắt khe nghiêm ngặt đó, và Armagnac cũng vậy. Đó là hai cái, sáu cái dòng rượu chính cơ bản được công nhận trên thế giới mà Helen muốn giới thiệu qua vào cái clip này, để cho bạn nào mà có hứng hứng mà các bạn có cái thắc mắc, cái tò mò mà muốn học rượu ấy, thì các bạn có thể nắm được sơ qua là những cái kiến thức mà khi mà chúng ta sẽ được học khi mà một trong cái khóa học rượu. Và sau cái buổi học Brandy thì với lớp của Helen thì Helen sẽ dạy học sinh về rượu mùi trong tất cả các loại rượu mùi, và rượu mùi là gì, kiến thức và cái định nghĩa của rượu mùi. Đó là sơ quát và tổng quát tất cả các dòng rượu mạnh mà dùng trong pha chế cocktail. Và sau cái clip này, nếu như bạn nào mà muốn hỏi
sâu hơn về từng loại rượu thì có thể inbox cho Helen nhé. Helen sẽ giải đáp cho các bạn từng loại rượu rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.